Bây giờ như thế này nha anh Tư. Trước tiên chúng ta muốn làm việc chúng ta phải nhớ ơn trên. Anh Tư đồng ý không? Rồi bây giờ mình quay vô bài thơ một kinh cá nha. Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con quy tụ ở nơi căn nhà mới này để cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con. Con thất vọng cảm ơn Chúa và chúng con thay mặt gia đình để tập kinh thờ phượng Chúa ở trong ngôi nhà này và xin Chúa duy trì cho chúng con mọi người ở trong ngôi nhà này có điều kiện tôn thờ Chúa ở đời này và duy trì chúng con đời sau. Chúng con cầu xin về đức Kitô. Xin Đức Mẹ Maria chuyển cầu lời của chúng con lên Chúa Giêsu và xin Chúa chúc phúc lành cho những người ở trong ngôi nhà này. Xin các thánh thần ở trên trời phù hộ cho tất cả mọi người trong ngôi nhà này và cuối cùng toàn bộ Chúa chúc phúc lành cho ngôi nhà này. Xin Chúa hãy làm phép để thánh hóa ngôi nhà này để nghe tự sử dụng lo do lòng nhân từ và lòng thương xót của Chúa những nơi cứu độ ở đời này và xin những đời sau. Chúng con cầu xin về Đức Kitô chúng con. Chúng con kỳ vì danh Chúa nhân từ cho tất cả những con cho các sinh thể mặt Đức Chúa Trời sáng lên dễ vô cùng. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời Tư Ngọc nhé, mình tắt. Kính thưa anh chị em, hôm nay cha có dịp đến căn nhà mới này để tạm gọi là họp thức quá cho gia đình của bà Chính được ngự trị trong ngôi nhà này, được thành công tốt đẹp. Trước tiên là cha giới thiệu với anh chị em trên cộng đồng mạng cũng như tất cả những người mà mạnh thường quân ủng hộ ngôi nhà này. Cha là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Từ ở tại Trà Vinh này. Còn kế bên tay phải của cha là anh Trần Xuân Tư, chủ tịch danh dự những người hiệp hội những người sáng tạo Việt Nam. Tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội. Hôm nay anh Tư có dịp đến nơi cha để nghiên cứu về cái công nghệ nano để chữa trị bệnh nan y cho nhân loại, đặc biệt là cho 92 triệu dân trên đất nước Việt Nam. Thì anh Tư cũng nghe cha chia sẻ công nghệ này thì anh Tư cũng thấy rất là tâm phúc công nghệ này. Hy vọng rằng một ngày nào gần nhất thì anh Tư sẽ làm cho công nghệ này được sáng lên hơn để mọi người được hưởng nhờ hơn. Tôi đồng ý em. Anh chị. Rồi, xin giới thiệu với anh Tư, đây là ông chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim. Trong năm 2017 và 2018 thì ông chủ tịch đã triển khai được mười mấy căn nhà tình nghĩa, mỗi căn nhà là trên dưới là 60 triệu đồng. Chúc mừng ông. Và sắp tới đây thì năm 2019 và 2020 sẽ triển khai mỗi năm là mười mấy căn nhà, từ 10 đến mười mấy căn nhà đã có kết quả tới năm 2020. Còn bên đây là ông đại diện ấp, là chi hội trưởng hội chữ thập đỏ cũng lớn. Còn kế bên đây theo kế bên đây là hai lương y đang điều trị bệnh nan y. Kế bên đây là ông thầu, ông thầu xây nhà. Còn đây là chủ nhà bà Chính. Còn đây là con dâu, đây là con gái đùi, bên đó là thể nha. Rồi bây giờ để ngồi hết. Ok, bây giờ để tiếp tục chương trình thì lần khánh thành này nó không có MC cho nên không muốn đi tham quan căn nhà. Thôi nè, không cố đi lùng quá không được, thôi ngọn chỗ nó luôn. Thế này rồi bây giờ để tạo cái bầu khí mà không đi thì mình sẽ ngồi mình phát biểu ý kiến ha. Bây giờ điều đầu tiên cha muốn hỏi ý kiến của anh Tư, anh Sáu nè ha. Anh nghe rõ không anh Tư? Sau một thời gian để quyết định xây căn nhà chính thì hôm nay đã thành công rồi, cảm nhận anh như thế nào? Có thể cho em biết được không anh Tư? Cái này cũng cảm nhận trước là cảm ơn ông Phêrô che chở
sao nữa. Cảm ơn tất cả người đại diện, rồi cảm ơn tất cả anh em để mà phụ trong gia đình này. Tôi xin hết nhiều rồi. Ồ, cho cảm ơn. Thôi đừng nói nhiều quá, mà đang nói nó có ba câu vậy. Ít nhưng mà hay. Văn hay không cần nói dài, mở bài là biết văn hay đó nè. Tức là cảm ơn người làm là đủ rồi. Đó nè, bây giờ chị Tư, chị cảm nhận như thế nào từ khi mà đặt cái nền móng để xây nhà này cho đến nay hoàn thành? Chị cảm thấy trong lòng chị như thế nào, có thể chia sẻ cho mình để biết được. Cảm ơn vui vẻ mà lòng mà không có gì hết rồi. Cảm ơn chứ có gì đâu. Cảm ơn gia đình với ông Thầu. Còn là chị Ba thì sao? Chị có ý kiến gì không? Dạ, con rất vui cho má được cái nhà rồi. Cảm ơn cha. Cũng là cảm ơn nữa, chưa thấy gì mới. Chị Chính. Dạ, tối nữa là cha cho Chính được cái nhà. Rồi sau chú Tám, cha hết mấy cảm ơn các cha. Bây giờ mình ở đây là... Bây giờ mới có được nhà này rồi, con được nhà này thôi. Nhà này. Rồi vậy thì cũng cảm ơn nữa ha. Ở đây mình đang ngồi với ông chủ tịch danh dự hiệp hội những người lao động sáng tạo, cứ cảm ơn hoài nó sáng tạo được. Bây giờ đứa nào cảm ơn nữa quá nè. Bây giờ ông Thầu có ý kiến gì không nè? Cảm ơn nữa phải không? Con đến đây là để đại diện cho cái điểm mà chưa thành tỏ là cha cho con thành lập, thì con đến đây con làm cái nhà cho cái gia đình, thì có gì mà vậy thôi ha, con không có cách nào. Sáng tạo rồi ha. Rồi bây giờ tới anh Chính kìa, cảm ơn nữa phải không anh, phát biểu ý kiến kìa. Sao ý kiến của tụi mình ha. Bây giờ em nói vài câu rồi ha. Ok, vị danh là chủ tịch ở đây ha. Bây giờ cha nói như thế này nha. Mình quan trọng thứ nhất là mình sống có tình thương. Thì
khi có tình thương thì sẽ có mọi sự, còn ngày nào mình không có tình thương thì mọi sự sẽ chờ mình có tình thương. À, anh Tư đồng ý không? Vậy thì hôm nay tụi con đến nhà dì Chính chẳng qua là tụi con mang tình thương đến đây, cho nên khi tụi con mang đến đây thì tụi con không có mong cầu được cảm ơn hay là khen ngợi, tụi con chỉ mong một việc là tình thương đó được lưu lại ở trong gia đình dì Chính bằng cách là dì Chính phải phát triển đời sống tốt hơn nữa, hoặc là yêu thương mọi người trong xóm lớn hơn nữa nhé. Đó là cái điều mà con mong mỏi ở dì Chính như vậy, cũng như mong mỏi ở nơi các con của dì Chính. Chúng tôi mang tình thương đến đây thì chúng tôi muốn các anh chị này dùng tình thương này để lan tỏa tiếp. Đó là chúng tôi. Thì chúng con làm căn nhà này nói tới nói luôn thì chúng con cảm ơn bạn Thành đã ủng hộ căn nhà này. Đây là căn nhà của bạn Thành ủng hộ, thì xin Chúa chúc lành cho gia đình của bạn Thành đã ủng hộ căn nhà này. Cuối cùng thì em thay mặt cho các mạnh thường quân cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho trộm sớm láng giềng có một căn nhà tình nghĩa, có một căn nhà tình thương để cộng đồng trong ấp của mình được vững chắc hơn, được sáng láng hơn trong những năm tháng sắp tới nữa. Xin cảm ơn chủ tịch Kiều Thông Đỏ. Cuối cùng chút nữa thì anh Tư dạy dỗ tụi em một số điều nha anh Tư. Thì cuối cùng thì em cũng cảm ơn anh đã từ Hà Nội về đây để diễn kiến những công trình ở đây. Tuy mặc dù anh không có lợi lộc gì, nhưng mà vì tình thương, vì dân tộc, vì bầu ơi thương lấy đi cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nhà, như nãy tụi em nói là tuy rằng Nam Bắc nhưng chung một làng. Thế nè, bây giờ mình là Nam Bắc khác nhau nhưng mình chung một làng, chung trong một mái nhà này. Mình chúc phúc cho những người trong gia đình này nha. Cuối cùng cha cảm ơn cộng đồng mạng đã cầu nguyện cho cha đã làm được ngôi nhà này thành công tốt đẹp. Cha cảm ơn thầu, cảm ơn tất cả mọi người. Và cha sẽ cố gắng cầu nguyện lại cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn bè, cho cộng đồng quốc 50,000 người đó. Nhất định cha sẽ cầu nguyện lại cho 50,000 bạn bè của cha. Xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả bạn bè của cha. Để xin mời anh Tám nhé. Điều hết thì Tám chào Linh Mục, chào anh Tư và tất cả bà con hay là dự cái để bàn giao nhà. Khi mà nói thì con thấy thời gian 2018 thì cái thực hiện là cái tình địa phương thì cho riêng ở xã chúng ta thực hiện là được là 8 căn nhà, đến giờ phút này thì căn nhà là căn nhà thứ 6 và còn 2 căn nữa là xong, đã hoàn thành là cái sự tính toán được của nhà tài trợ giúp đỡ bên nhà cạnh có Linh Mục thì nó hoàn hảo là 8 căn, chỉ còn 2 căn nữa là cuối năm. Ngày nay là cái ngày để bàn giao nhà của dì Chính. Thật sự mà nói thì không có gì hơn, trước là cũng như là cái sự tài trợ là cái công phu là trước Linh Mục cũng quyết tâm với chị Tịch Đỏ tất cả là ở ấp, và bên cạnh đó thì cũng các anh em thợ xây dựng quyết tâm mà để làm nhà nó cũng dọn dẹp không quá là 30 ngày thì nay và nhà đã hoàn thành. Chính vì thế cũng rất là điều đáng mừng. Không phải mà nói thì ở đây là dì Chính được về căn nhà mới mẻ tuổi già nhà gì cũng rất mừng. Tuy nhiên cái là cũng như là con cháu rất lo, nhưng mà với cái sự lo đó thì là nó cũng còn hơi là bận biểu, không lo là nhà đẻ được. Chính vì thế nhà đằng này cũng đi xem xét và để thống nhất nhau để lo cho dì Chính căn nhà ở tới ngày cuối cùng. Thì ngày nay đã hoàn thành thì không có gì hơn, cũng mong rằng nó là dì Chính được ra đời vui vẻ, sẽ là đứa con rất nhiều sống là hữu thọ cho nên chung với con cháu căn nhà, cũng dạy con cháu nhắc nhở con cháu chúng ta thực hiện tốt chỉ cái tình yêu thương để sống là tốt đạo đẹp đời để với xã hội tình làng nghĩa xóm. Cái điều ước mong thì cũng cảm ơn là các nhà tài trợ trong đó có bảy thật hỗ trợ cái ngôi nhà này, thì cũng chân thành cảm ơn, cũng ước mong sao các nhà tài trợ trong đó có bảy thật cùng chung tay góp sức mà để hỗ trợ về tiếp tục nữa, về hỗ trợ trong 2019 theo nữa, vậy là các diện chất luôn để hỗ trợ giúp cho xã dân kia trong đó là vùng lớn nói riêng được là hỗ trợ nữa, các công nghiệp là để hỗ trợ giúp. Vì việc sau cùng trước về phía tiếp chúc Linh Mục sau đây nhân dịp anh Tư giữ đây cũng chúc anh Tư luôn cái sức khỏe, chúc tất cả bà con ta đây được sức khỏe. Cuối cùng em xin mời anh Tư có vài lời dạy dỗ tụi em nhé. Trước hết là tôi rất là sung sướng, rất là vui, cảm thấy là ý nghĩa của cái hiệp hội những người lao động chúng ta là những người yêu nước.
tưởng đây là những cái mô hình rất cụ thể từ việc chữa ung thư rồi này sang đến những cái mô hình làm nhà từ thiện thế này, thì tôi nghĩ là nếu không có cái lao động sáng tạo và cái tâm huyết thật sự thì không thể làm thế này. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình sống động của lao động sáng tạo. Có lao động sáng tạo thì tay không bắt giặc, chứ còn nếu mà có vũ khí có tiền mà làm thế này thì không có gì là sáng tạo cả. Nhưng mà đây chúng không từ chỗ, tức là đi quyên góp, đi vận động trong mọi nước để làm đến bây giờ mà đã là 6 căn nhà như thế này rồi, thì tôi cho rằng cái đó nó cũng có qua giúp cho đất nước qua. Nhà nước không phải tốn tiền mà dân tỉnh ở đây cũng sung sướng và cũng coi là củng cố cho chính quyền ở đây. Thì tôi nghĩ là tốt quá, không có lao động sáng tạo thì không thể làm được cái việc này. Thế nên là tôi hoan nghênh, đây là một cái mô hình sáng tạo. Nhưng mà sáng tạo cao hơn nữa là chú Tường đã có được một cái công nghệ gọi là chữa bệnh ung thư ác tính bằng cái công nghệ nano nước này. Thì tôi nghĩ cái đấy là cái vĩ đại, cái đấy là cái lớn lao. Trước mắt thì ta thấy những cái dấu hiệu rất tốt đẹp của nó, thế còn từng bước chúng ta sẽ đưa vào ứng dụng thực tiễn. Nên nhân rộng được nhiều nơi để giúp cho nhiều người có cái căn nhà như là của cô Đình cô Thật, đúng không? Đấy, thì tôi cũng mong rằng cô Thật phát huy cái tinh thần tức là tự lực cánh sinh và sống những ngày cuối cùng của tuổi già đẹp đời đẹp đạo này, là công dân tốt cho đất nước nhưng đồng thời là bảo quan con cháu. Đấy, Trang Hero Trường làm được những cái việc tốt đẹp như thế này thì các con cũng nên nói theo và để đáp lại những cái tình cảm đẹp mà mọi người đây đã dành cho gia đình, dành cho con cháu. Thế còn chúc mọi người là đoàn kết này, sáng tạo này, hết mình và gì và vì cái lợi ích lớn lao của đất nước ta. Xin hết. Cuối cùng chúng ta đọc xin cảm ơn Chúa rồi chúng ta nghỉ ha. Sáng danh đi cứu cha, giờ đi cứu con, ngày đi cứu thánh thần. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các thánh linh hồn làm cho mình nhận thấy tâm của đời sáng nay như thế yêu cầu. Xin Chúa ban phước lành cho ngôi nhà này và cho tất cả mọi người trong nhà. Chúng con cầu xin vào Đức Kitô Chúa chúng con, những danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cảm ơn anh Tư, cảm ơn tất cả mọi người nha, cảm ơn anh Tám, cảm ơn tất cả mọi người.